Tôi đổi ý rồi. Gì cơ? Tôi sẽ quay về sống với cô. Anh vừa nói gì? Nghĩ lại thì tôi thấy tôi thiệt quá. Tôi gần như không có thứ gì mang đi cả. Cô có thừa lý do để bị quy trách nhiệm, nhưng tôi lại phải ly hôn mà không nhận được một đồng tiền nào bồi thường. Có chấp nhận được không? Đừng cười thật. Lý do bị quy trách nhiệm ư? Anh cũng có thừa. Thời gian qua anh gặp bông sơn hoa cũng đâu phải một hai lần. Có bằng chứng chứng minh tôi đã gặp bông sơn hoa không? Không có còn gì. Hơn nữa ngay từ đầu cô ta đã không có tình cảm với tôi rồi. Bây giờ mới biết à? Đến điều đó cũng không biết, lại bám theo bông sơn hoa. Đáng đời. Xem ra cô đang lầm tưởng gì đó. Tôi gặp gỡ bông sơn hoa không phải vì thích cô ta đâu. Tôi chỉ lợi dụng cô ta để moi thông tin mà thôi. Biết gì rồi hẳn nói. Sao con người có thể trơ tráo như thế? Chê Kiêng, chúng ta bắt đầu lại đi. Đừng có mơ. Ai cho phép anh tự ý bắt đầu lại? Nếu anh từ chối thì chỉ còn con đường kiện ra tòa thôi. Tôi không bao giờ quay lại với anh đâu. Tùy cô. Trong thời gian kiện thì cô sẽ bị phanh phui trước bản dân thiên hạ. Chuyện cô không phải là con gái ruột của chủ tịch tập đoàn Đê Quốc. Đâu chỉ có thế, cả chuyện về Jun Chun Bin và chuyện của chủ tịch Jun không có con ruột sẽ bị phanh phui hết. Rồi cả thế giới sẽ biết chuyện gia đình cô đã tan vỡ. Muốn sáng nhiếc. Đừng kích động. Nếu không đủ tiền bồi thường thì cứ sống cùng nhau cũng được. Không còn tình cảm nữa thì sống với quan hệ làm ăn. Cô cũng trải qua rồi nên biết còn gì. Làm gì có đôi nào hợp nhau như chúng ta. Tôi thấy ghê tởm về sự thật. Anh là chồng tôi. Còn hơn cả sự thật, tôi không phải là con gái của bố tôi. Tôi cũng không khác gì cô. Nhưng đó là số phận của chúng ta mà. Không thể chống lại số phận. Bố tôi đi kiểm tra rồi ạ. Dạ. Bệnh nhân đã ra viện rồi mà. Sao cơ? Có anh thư ký đến và làm thủ tục ra viện rồi. Bố không nghe điện thoại. Chuyện này là thế nào? Thử gọi cho thư ký Nam xem sao. Vâng, thư ký Nam phải không? Tôi đây. Chủ tịch thế nào rồi? Chuyện đó tôi cũng không rõ. Sao cơ? Thư ký Nam không biết thì ai biết đây? Bố tôi đi tĩnh dưỡng, nhân tiện hóng gió ư? Cũng không nói gì với phòng thư ký sao? Vâng, tôi hiểu rồi. Cậu ấy bảo sao? Bảo khi nào bố bình tâm lại thì sẽ gọi. Ừ. Giờ tâm trạng ông ấy còn đang rối bời. Nhưng bố tỉnh lúc nào mà có thể đi lại thế này? Chắc không có gì bất thường nên bác sĩ mới cho ra viện chứ. Tạm thời đừng cho ai biết là tôi ở đây. Vâng. Gọi điện cho Su Chơn đi. Vâng. Vâng. Chủ tịch muốn nói chuyện với anh. Vâng, chủ tịch, tôi là Kim Su Chơn. Mấy lão già mà tôi nói thế nào rồi? Tôi đang điều tra. Điều tra kỹ vào. Không thiếu một chi tiết nào. Buồn sang hiếp. Không ngờ anh ta lại đâm sau lưng mình như thế này. Nên làm sao với đồ xấu xa này đây? Vâng, tổng biên tập. Chắc tôi phải gửi cả giấy mời chị tham dự lễ ra mắt sách. Vâng, tôi biết rồi. Lễ ra mắt tự truyện của tôi tổ chức vào thứ tư tuần sau thì tốt. Vâng, cảm ơn chị. Chúc mừng cô, trưởng phòng Jun. Sao cứ đến do thám phòng làm việc của người khác thế? Làm giám đốc mà mất lịch sự thế này cũng được à? Cô có nói chuyện gì bí mật đâu mà bảo tôi do thám.
À, thì ra cô cũng thấy xấu hổ. Chắc thấy cắn rứt lương tâm về việc xuất bản tự truyện. Cô nói gì? Cô thấy xấu hổ vì khoe với mọi người về cuộc sống giả dối đúng không? Đằng nào sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra rằng tất cả là dối trá, bông sơn hoa. Xem ra cô có vẻ phấn khích quá nhỉ. Tôi cảnh cáo trước, chỉ cần cô nhớ rằng tôi mà hủy hoại được công ty bánh đê cúc thì có thể hủy hoại cả mẹ cô và Jun Jae-min đấy. Tôi khuyên cô lần cuối nên dừng lại ở đây và ra đầu thú đi, không thì cô sẽ phải hối hận cả đời đấy. Tôi đến để nói chuyện đó. Cô ta thật là lúc nào cũng sắc bột ớt lên bàn tiệc, cứ xuất hiện đúng lúc người ta đang vui rồi phá đám. Ừ, Su-chan. Gì cơ? Bố tôi đang ở biệt thự. Tôi đã trả một nửa tiền gốc rồi còn gì. Mới trả một nửa chứ đã trả hết đâu. Hơn nữa còn phải trả cả lãi nữa chứ nhỉ. Nhưng lãi gì mà nhiều thế. Tóm lại là tôi sẽ trả nốt một nửa còn lại. Các anh cứ yên tâm. Thì thế định khi nào trả? Bà xem thường tiền của người khác quá nhỉ. Mới hôm nào còn năn nỉ người ta cho vay vì cần gấp, thế mà giờ lại trở mặt à? Không phải là trở mặt, mà là cho tôi một thời gian rồi tôi sẽ thu xếp. Thế mới nói, rốt cuộc một thời gian là khi nào? Thì một thời gian nữa thôi. Bà này định trêu tôi đấy à? Mặt thì như tép tỏi, cứ nhìn thấy mặt là đã bực mình rồi. Tôi trả tiền là xong chứ gì? Mặt tôi làm sao? Trông tôi thế này thôi, hồi xưa khối ông quá vợ si mê tôi đấy. Ôi, chuyện ngày xưa thì nói thế nào chẳng được. Vậy định khi nào trả tiền? Giật cả mình, nói nhẹ nhàng thôi, làm tôi suýt co giật. Mà các cậu thân quen gì mà dám nói chống không với tôi hả? Được rồi, giết tôi đi còn hơn. Làm đi chứ. Tôi trở mặt đấy, tôi không có tiền nên trở mặt. Là người đàn ông này à? Vâng, hôm em với chị Cương Đốc đưa chú Kim Dương Tai ra viện, hình như em có thấy người này. Hôm đó cũng thấy nhai kẹo cao su như thế này. Hơn nữa, lúc dọn nhà chú Kim Dương Tai cũng thấy bã kẹo cao su dính trên tường. Kẹo cao su thành manh mối rồi, liệu có tìm được không? Anh Jae-min, chủ tịch thế nào rồi? Ông ấy tỉnh rồi và sức khỏe cũng không có gì bất thường. Nhưng không còn ở bệnh viện nữa. Gì cơ? Không còn ở bệnh viện thì đi đâu rồi? Không biết nữa. Chắc ông ấy thấy rối bời. Mà không biết chừng ông ấy đang âm mưu chuyện gì cũng nên. Không còn thời gian nữa. Có thể mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Phải mau chóng tìm hiểu về cái chết của chú Kim Dân Tai thôi. Không thế thì trên đường đến đây anh cũng nói chuyện điện thoại với chị Cơm Đốc và hẹn đến đây rồi. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Vấn đề không phải là sốc, mà là làm thế nào thu xếp đủ tiền bây giờ. Lãi vay nặng lãi đó, mỗi ngày một phòng to lên như cục tuyết nặn, làm mẹ đến nghẹt thở. Ngân hàng cũng gửi thông báo thúc giục vì nợ quá hạn rồi. Cứ thế này rồi liệu mẹ con mình có bị đuổi khỏi nhà này không? Mà sao con lại nợ tiền ngân hàng như thế? Con giấu mẹ làm trò gì đúng không? Hay là đánh bạc? Con đánh bạc giống bố con đấy à? Đây là gì? Là bã kẹo cao su của người đàn ông theo dõi Kim Dương Tai. Và bã kẹo cao su dính trên tường nhà Kim Dương Tai. Có đúng là kẹo cao su không?
trông màu xỉn và hơi lạ. Anh cũng thấy thế à? Em thấy không giống lắm. Đó không phải là kẹo cao su, mà là thuốc lá nhai. Thuốc lá nhai. Thuốc lá ư? Ừ, thuốc lá nhai này ở cửa hàng thông thường không bán đâu. Vậy thì bán ở đâu? À, chắc là bán ở cửa hàng chuyên về thuốc lá không khói hoặc thuốc lá điện tử. Chắc chắn không phải là của chú Kim Dân Tai rồi. Vì sao? Có nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy thuốc lá này gây ung thư khoang miệng. Không lý nào người đang mắc bệnh ung thư như chú Kim Dân Tai lại thích thứ này. Đúng rồi, chắc là của thủ phạm giết chú Kim Dân Tai dính lên. Trước mắt phải tóm được người này rồi nói chuyện mới được. Mà biết tìm ở đâu bây giờ? Chắc không dễ gì lộ diện đâu. Phải lục tung tất cả các cửa hàng bán thuốc lá nhai trên cả nước rồi tìm cho bằng được chứ. Đằng nào cũng không được đặt thuốc lá trên mạng mà. Có hình ảnh camera giám sát về người đàn ông theo dõi chúng ta còn gì. Chắc chắn đó là thủ phạm giết chú Kim Dân Tai, nên sẽ giúp ích cho việc tìm đấy. Sao cơ? Chủ tịch đang ở biệt thự. Vâng, Su Chân nói cho con biết. Trời đất ơi, bây giờ không phải lúc ngồi đây uống rượu thế này đâu. Mẹ phải đến biệt thự chứ. Giờ chưa phải lúc. Vì sao? Sao bảo chủ tịch đồng ý giữ con lại rồi? Dù sao vẫn chưa đến lúc cả mẹ đứng ra. Bố vẫn tin Jun Jaemin là máu mủ của mình, mà hóa ra lại không phải. Nên cú sốc đó hơi nặng nề. Vì thế giờ mới muốn giữ con bên cạnh. Thế mới nói, mẹ phải đến để chữa lành vết thương lòng cho ông ấy chứ. Ôi, cuối cùng thì Jun Dae Guk cũng thuộc về mẹ rồi nhỉ. Con đã bảo giờ chưa phải lúc rồi. Bố đang không vui mà mẹ đến rồi khiến bố cáu thì sao? Tạm thời tìm hiểu xem bố ẩn náu để làm gì rồi hẵng đến. Đáng vui thì chớ.